Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết là trong buổi chiều ngày hôm qua thì chúng tôi có đi mua về được một chiếc xe Toyota Vios phiên bản G sản xuất năm 2015, tên tư nhân biển Hà Nội. Ngay lúc mua về là trong buổi chiều ngày hôm qua, mặc dù là trời rất là tối và cũng đã muộn rồi, cho nên là tôi chỉ có quay phát trực tiếp lên trên kênh này để cho quý vị và các bạn cùng xem là chiếc xe đấy chúng tôi vừa mới mua về, chưa có kịp dọn rửa gì cả. Đây, nhưng ngay ngày hôm nay thì tôi vừa mới có thời gian để rửa sạch sẽ, để quay lên đây để giới thiệu cho quý vị và các bạn chi tiết về chiếc xe Toyota Vios G 2015 này ạ. Thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi theo dõi camera để được xem chi tiết về chiếc xe Toyota Vios này ạ. Chiếc xe là màu vàng và được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2015 luôn ạ. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2015 đã chạy được chính xác là 7 vạn km rồi ạ. Cái đồng hồ này chúng tôi cam kết là đồng hồ chính xác, chúng tôi không tua. Quý vị và các bạn có thể check tại hãng ạ, vì chiếc xe chạy có 7 vạn km thôi và cái lốp theo xe vẫn còn đấy ạ. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết cái bản G là cái bản cao cấp nhất của Vios rồi. Xe cũng đã trang bị hơn những cái bản E, đó chính là bộ đèn pha đây ạ. Nhìn đằng trước chúng ta cũng thấy biết là bộ đèn pha bi xenon và ghế da cao cấp điều hòa tự động đấy ạ. Đấy, đây là cái phần đèn pha, nó khác với xe với bản E đây ạ. Nguyên bản của chiếc xe này thì chưa có camera lùi, cũng chưa có cảm biến lùi đâu quý vị các bạn ạ. Nhưng chủ xe cũng đã lắp thêm là cái camera lùi và tích hợp trên gương chiếu hậu ạ. Đây là cái phần camera lùi ạ. Quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm vì là ngày hôm nay thì tôi sẽ quay tại gần cửa hàng tôi thôi. Nó lại ngay sát một cái công trường đang thi công, cho nên nó hơi ồn ào một chút ạ. Quý vị các bạn cũng hết sức thông cảm cho tôi ạ, vì là trời có vẻ sắp mưa cho nên là tôi không mang đi xa được, tôi quay gần tại cửa hàng thôi ạ. Chiếc xe này còn rất là mới ạ, chúng tôi mua về chỉ có rửa thôi chứ chưa phải đánh bóng, cũng chưa phải sơn một chỗ nào cả. Tuy nó có xước sát nhỏ nhẹ thôi ạ, chủ xe đi nó cũng xước sát nhỏ nhẹ, nhưng chúng tôi sẽ để nguyên bản và để nguyên bán cho quý vị và các bạn ạ. Xe cũng đã được trang bị là gương gập điện, gương chiếu hậu gập điện và tích hợp xi nhan trên gương. Đây ạ. Đây là cái phần ba đờ sốc trước của xe, tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Chưa có đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Cặp đèn pha bi xenon cũng còn rất là đẹp ạ. Đấy, nó khác với phiên bản E là cái bộ đèn pha bi xenon này ạ. Và đặc biệt của nó là còn rất là mới ở cái phiên bản này, là phiên bản G mới có cái trang bị là cái đèn pha bi xenon này ạ. Và còn rất là đẹp, chưa có đâm đụng hay là chưa có nứt vỡ gì cả. Phía dưới cặp đèn pha thì Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios G này là cái cặp đèn gầm, hay còn gọi là cái đèn sương mù. Và cái lưới tản nhiệt đây ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả, cho nên nó còn nguyên bản. Chúng tôi vừa mới rửa xong nó hơi ướt một chút thôi ạ. Đây là cái phần ba đờ sốc sau của xe, tất cả cũng còn nguyên bản ạ, chưa có bị đâm đụng, chưa bị va chạm gì cả, cho nên là nó còn rất là mới. Lát nữa thì tôi sẽ quay chi tiết về cái phần bên trong cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là cái cặp đèn hậu của xe, cặp đèn hậu cũng còn rất là mới, rất là sáng, vì chủ xe đi cũng rất là ít ạ, giữ gìn cẩn thận, cho nên là nó còn rất là mới ạ. Chủ xe đang ở chung cư, chúng tôi đến mua tại khu chung cư cho nên là chủ xe để trong cái tầng hầm, không phải để ngoài trời, cho nên là cái phần vỏ này, về cái phần nhựa này, nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đây là cái phần la răng và cái phần lốp của xe, la răng cũng còn rất là đẹp, chưa có xước sát gì cả. Và cái lốp đây thì quý vị các bạn ơi, nó hơi bẩn một chút thôi, chứ nó còn rất là dày. Nó còn rất là dày và đặc biệt là cái đết lốp này của nó là còn nguyên đây ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 và chiếc lốp này là sản xuất tuần 18 năm 2015 đấy ạ. Lốp theo xe còn đấy ạ. Đấy, lốp theo xe mà còn thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có chạy nhiều.
chạy 7 vạn chuẩn đấy ạ. Chúng tôi cam kết cái đồng hồ này ạ. Nhìn tổng thể về cái phần ngoại thất của chiếc xe này thì quý vị các bạn cũng đã biết đấy, chúng tôi không phải sơn, cũng không phải đánh bóng, không phải làm bất cứ một cái gì về cái xe này. Vì chiều tối hôm qua tôi mới mua về thôi, vừa nãy chỉ kịp rửa thôi. Tất cả nó còn rất là đẹp ạ, sơn nguyên bản còn rất là nhiều. Tuy có đôi chỗ nó xước sát nhưng mà xước sát nhỏ nhẹ thôi. Chúng tôi cho phép để lại ạ, tại vì là thưa với quý vị các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy, sử dụng ô tô ở cái đường Hà Nội này thì xước sát nhỏ thì không thể tránh khỏi. Nhưng mà những cái chỗ xước sát nhỏ thì không cần thiết phải sơn ạ. Chúng tôi để nguyên cho nó zin ạ. Chứ nếu như bây giờ sơn đi thì thứ nhất là chúng tôi sẽ tốn tiền vào. Tốn tiền vào thì đương nhiên là sẽ đẩy cái giá thành của chiếc xe này nó lên cao. Cái giá đến tay quý vị và các bạn nó sẽ cao hơn. Cho nên chúng tôi sẽ để nguyên, vừa được nguyên bản mà vừa tiết kiệm được về cái giá xe, tiết kiệm được cho chính cái người mua luôn ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là 433 triệu đồng. Chỉ 433 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Toyota Vios phiên bản G số tự động này ạ, 1.5 số tự động này ạ. Và chiếc xe này chúng tôi có thể làm trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn vẫn có thể vay tối đa 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Cái phần ngoại thất bên ngoài nó đã đẹp như thế vậy rồi thì chắc chắn là cái phần nội thất cũng sẽ rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe Toyota Vios G2015 này ạ. Trước tiên bước vào cái khoang nội thất thì tôi cũng sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn về cái phần cánh cửa bên lái ạ, cánh cửa trước bên lái. Đây là cái chiếc táp bi. Tất cả keo chỉ là còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên bản và táp bi cửa còn rất là mới ạ. Tất cả còn rất là mới ạ. Từ cái phần ốc bản lề này, gioăng keo, tất cả keo chỉ còn mới, còn đẹp luôn ạ. Không có bị mất một phân keo chỉ nào cả. Tất cả còn rất là mới ạ. Đấy. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, cho nên là quý vị các bạn đây vẫn còn nguyên cái phấn này và những cái bẩn đó. Chứ còn nếu như chiếc xe này mà dọn dẹp đi thì nó sẽ rất là đẹp đấy, rất là mới đấy ạ. Chủ xe đi rất là giữ gìn. Quý vị và các bạn xem qua thì cũng đã biết đây ạ. Lót sàn da rồi ạ. Và đặc biệt ở chiếc xe Vios bản G này thì đã được trang bị là cái bộ ghế da cao cấp nguyên bản theo xe ạ. Khác với phiên bản E. Phiên bản E thì chúng ta phải về làm lại nội thất da, chứ nguyên bản của nó chỉ là ghế nỉ thôi. Chủ xe đi rất ít cho nên là cái phần ghế này chưa có bị xước sát, chưa có làm sao cả. Tất cả còn rất là mới ạ. Vâng. Và quý vị các bạn xem đi nhiều hay đi ít thì quý vị các bạn xem đây là cái vô lăng. Vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển. Và vô lăng này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn, vô lăng nguyên bản đây ạ. Chúng tôi không tua đồng hồ, không làm lại vô lăng. Tất cả nó còn nguyên bản hết ạ. Và vô lăng còn rất đẹp đây ạ. Vô lăng này thì còn rất là mới đây ạ. Chiếc xe chạy chuẩn 7 vạn km cho nên nó còn rất là mới ạ. Đây. Và cái bộ phận, đây là cái bộ phận điều chỉnh gương ạ. Gương chiếu hậu gập điện đây rồi ạ. Gương chiếu hậu là gập điện. Đấy, điều chỉnh. Và chủ xe cũng đã độ lên là gương gập auto. Tức là cứ tắt chìa khóa xe ra khỏi xe là gương gập, còn lại là vào xe là gương lại mở. Và đây là cái tem của nhà sản xuất ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, sản xuất tại công ty Toyota Việt Nam. Và được sản xuất năm 2015 rồi đấy ạ. Tất cả còn khá mới ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cánh cửa phía sau bên lái ạ. Tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên bản và cái táp bi cửa cũng còn rất là đẹp ạ. Táp bi cửa còn rất là đẹp và ốc bản lề đấy ạ. Ốc bản lề này, gioăng này, keo chỉ này, bậc cửa này, tất cả cũng còn rất là đẹp. Đây quý vị các bạn xem về cái phần ghế đấy, ghế da, ngồi nhiều hay ngồi ít, sử dụng nhiều hay sử dụng ít thì quý vị các bạn xem với cái xe này là quý vị các bạn cũng có thể biết được chiếc xe này sử dụng nhiều hay sử dụng ít ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, tất cả còn rất là đẹp ạ. Khác với phiên bản Toyota Vios E thì chiếc xe này được trang bị thêm là điều hòa tự động. Đây, thưa với quý vị và bạn, điều hòa tự động. Nhưng ở đời 2015 thì chưa có màn hình, vẫn là đầu DVD thôi ạ. Đầu DVD. Đấy, đồng hồ đấy ạ. Đồng hồ tôi sẽ mở cho quý vị bạn cùng xem về cái đồng hồ. Đấy, chiếc xe chạy chuẩn là 7 vạn 3 km rồi. Thưa với quý vị bạn, chính xác là 7 vạn 3. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ.
vô lăng cần số còn nguyên bản hết ạ. Rất là mới ạ, chiếc xe 2015. Rất là mới luôn đấy ạ. Đây là chiếc camera mà chủ xe cũng đã lắp thêm. Camera được tích hợp trên chiếc gương. Gương chiếu hậu này là chủ xe đã thay rồi đấy ạ. Thay cái gương chiếu hậu này để nó tích hợp được cái camera lùi. Và có cả gương chiếu hậu là gương chống chói. Đấy, thưa với quý vị các bạn, nó khác biệt với những cái phiên bản trước đó, là khác biệt với cái phiên bản nguyên bản là chủ xe đã lắp thêm cái gương chiếu hậu này là gương chống chói và có tích hợp camera. Khi chúng ta vào số lùi thì sẽ hiển thị camera thôi ạ. Đấy. Và đây là cái phần cốp sau của xe. Tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn kỹ hơn về cái phần cốp sau của xe. Vì những chiếc xe ô tô nếu có đâm đụng hay va chạm nhiều thì nó đều thể hiện ở cái phần cốp sau. Đấy ạ. Đây là cái phần cốp sau của xe. Tất cả từ cái ốc cốp sau này, tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Ốc cốp sau này, keo chỉ của cái cốp sau, tất cả keo chỉ của cốp sau đấy ạ, còn nguyên bản hết ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, tất cả còn nguyên bản hết. Đây là cái phần ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết. Và quý vị và các bạn cũng đã thấy rồi đấy ạ, chủ xe đi rất là ít để đồ, cho nên là cái cốp này nó mới sạch sẽ đẹp đẽ như này ạ. Tất cả là rất là sạch sẽ đẹp đẽ và chủ xe cũng rất cẩn thận. Mua hai bộ thảm lót cho xe để thay nhau. Ví dụ như giặt chiếc này thì sẽ có bộ kia. Cho nên chiếc xe này có hai bộ lót chân. Đấy. Và tất cả là còn nguyên bản hết ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả đâu. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Cũng giống như những chiếc táp bi cửa kia rồi ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần keo chỉ của cái cánh cửa phía sau bên phụ đây ạ. Tất cả keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ. Không mất một phần keo chỉ nào. Tất cả còn nguyên bản ạ. Và cái phần táp bi này rất là đẹp ạ. Táp bi còn rất là mới. Chưa có xước sát hay là chưa có rách gì cả. Đây là cái phần nội thất ở phần phía sau ạ. Cái trần xe. Đây là cái phần trần xe ạ. Tôi quay cho quý vị bạn xem. Trần cũng rất là sạch. Ở những chiếc xe Toyota Vios thì rất nhiều chiếc xe chạy dịch vụ. Nhưng ở cái phiên bản này thì là chạy dịch vụ cũng rất là hiếm ạ. Tại vì là nó đắt hơn những cái phiên bản E rất là nhiều. Cho nên là rất ít người lôi chiếc xe bản G này ra để chạy dịch vụ ạ. Nhưng ở chiếc phiên bản E, nhất là phiên bản E số sàn thì rất nhiều xe chạy dịch vụ ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc táp bi cửa trước bên phụ. Chiếc táp bi này tất cả cái keo chỉ này cũng còn nguyên hết đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Tất cả là còn nguyên hết ạ. Keo chỉ còn nguyên này. Táp bi còn rất là đẹp này. Ốc bản lề đây ạ. Thưa với quý vị các bạn, đây là ốc bản lề. Tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Tất cả là còn nguyên bản hết đấy. Má ghế đây. Má ghế này thì là ngồi cũng rất ít cho nên là nó mới còn được đẹp như này. Nếu như ngồi nhiều nó sẽ xước sát hết cả rồi. Tất cả còn rất là mới ạ. Táp lô cũng còn rất là mới ạ. Chủ xe đi lại ít và lại giữ gìn cho nên chiếc xe này còn khá là đẹp đấy ạ. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc xe Vios G 2015 này là một cái khối động cơ xăng, động cơ VVT-i 1.5 lít ạ. Đây là cái khối động cơ VVT-i 1.5 lít ạ. Và tất cả còn nguyên bản mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả. Tôi chỉ có rửa qua về cái phần ngoại thất bên ngoài và sẽ quay lên đây để giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem thôi ạ. Tất cả là còn nguyên bản về cái động cơ này, chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị ngập nước, máy móc còn nguyên bản đấy ạ. Quý vị các bạn có thể xem từng cái ốc một đây, từ cái ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này. Tất cả cũng còn nguyên bản hết. Tại vì chiếc xe mới chạy có 7 vạn km thôi, cho nên là cái việc máy móc nguyên bản thì là còn là điều đương nhiên. Chỉ trừ trường hợp chiếc xe bị tai nạn hoặc ngập nước thì là máy móc mới không có thể nguyên bản được. Chứ chiếc xe này không bị ngập nước, không bị tai nạn gì cả thì máy móc nó còn nguyên bản là điều đương nhiên ạ.
Và đây là cái phần ốc cabo. Ốc cabo này. Keo chỉ là cabo này. Đấy, tôi sẽ quay chi tiết và rõ hơn cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị các bạn thấy được chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào đây ạ. Đây là cái phần ốc cabo. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Ốc cabo còn nguyên bản và ốc tai. Đây, thưa với quý vị các bạn, từ cái ốc tai cho đến những cái ốc xương đầu xe. Ốc tai cho đến ốc xương đầu xe này. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị tháo dỡ ra làm cái gì cả. Tất cả còn nguyên bản hết ạ, và còn rất là đẹp ạ. Động cơ VVTi, động cơ xăng 1.5 lít. Tất cả các ốc còn nguyên bản hết. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn về cái máy móc của chiếc xe này. Tất cả là còn nguyên bản hết. Vậy nếu như quý vị các bạn nào quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios 2015 này, thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G2015 này, thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Easy.